Thân chào các em học sinh khối 8 trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay cô lại được gặp các em qua một tiết học ngữ văn, hai bài thơ Ngắm trăng và Đi đường của Bác Hồ. Mục tiêu cần đạt của bài Ngắm trăng giúp các em cảm nhận được tình yêu thiên nhiên, đặc biệt sâu sắc của Bác Hồ dù trong cảnh tù ngục, người vẫn mở rộng tâm hồn tìm đến giao hòa với vầng trăng ngoài trời bài đi đường giúp các em hiểu được ý nghĩa tư tưởng của bài thơ từ việc đi đường sang lao mà nói lên bài học đường đời đường cách mạng về nghệ thuật giúp các em thấy được sức hấp dẫn của hai bài thơ ngắm trăng hay tiếng hán việt là vọng nguyệt đây là một bài thơ được bác viết bằng chữ hán trong một hoàn cảnh rất đặc biệt hoàn cảnh ấy tại sao lại đặc biệt ánh trăng sáng tỏa không gian huyền diệu của đêm trăng có ảnh hưởng gì đến hoàn cảnh đặc biệt ấy không bây giờ cô và các em cùng tìm hiểu bài thơ nhé ta đi vào phần 1 La Mã đọc và tìm hiểu chú thích. Tác giả bài thơ là Bác Hồ Chí Minh, một vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Cô tin rằng chúng ta ai cũng đã rất quen thuộc với bác. Ta tìm hiểu phần tác phẩm. Thứ nhất là hoàn cảnh sáng tác của bài thơ. Tháng 8 năm 1942, Hồ Chí Minh từ Bắc Bó, Cao Bằng bí mật lên đường sang Trung Quốc để tranh thủ sự viện trợ quốc tế cho cách mạng Việt Nam. Khi đến gần thị trấn Túc Vinh thì người bị chính quyền địa phương ở đây bắt giữ rồi bị giải tới giải lui gần 30 nhà giam của 13 huyện thuộc tỉnh Quảng Tây. Bị đày đọa cực khổ hơn một năm trời. Trong những ngày tháng đó, thì bác đã viết nhật ký trong tù bằng thơ chữ Hán Gồm 133 bài Phần lớn là thơ tứ tuyệt Ngoài bìa tập thơ, bác viết mấy câu tựa đề như sau Thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao Muốn nên sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao à, Tuy bác viết nhật ký trong tù chỉ để ngâm ngợi Trong khi đợi tự do thì tập thơ vẫn cho thấy rõ tâm hồn cao đẹp, ý chí cách mạng phi thường và tài năng xuất sắc của người. Bây giờ cô cùng các em đọc diễn cảm bài thơ nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc phần phiên âm, sau đó chúng ta sẽ đọc phần dịch thơ. Ngắm trăng vọng nguyệt Ngục trung vô tủ diệt vô hoa Đối thử lương tiêu nại như ha nhân hướng sông tiền kháng minh nguyệt nguyệt tòng sông khích kháng thi ra trong tù không rượu cũng không hoa cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ Hồ Chí Minh trích nhật ký trong tù Cô lưu ý các em phải đọc kỹ phần giải nghĩa chữ Hán và phần dịch nghĩa các câu thơ. Vì ở các bài thơ tứ tuyệt viết bằng chữ Hán của Bác Hồ thì trong sách giáo khoa đều có phần giải nghĩa tất cả các từ của bài chữ Hán, sau đó là bản dịch nghĩa của bài thơ và cả bài thơ dịch. Việc... Các em còn nhớ không? Năm lớp 7 chúng ta đã làm quen với hai bài thơ tứ tuyệt của bác, đó là bài Cảnh khuya và bài Rằm tháng Giêng. Các em chắc cũng sẽ còn nhớ một ít về bố cục của bài thơ tứ tuyệt thì hôm nay cô sẽ nhắc lại kiến thức cũ đấy. Câu đầu tiên gọi là câu khai. Câu khai có nhiệm vụ mở đề. Câu thứ hai là câu thừa. Câu này thừa hành nhiệm vụ mở đề và nó hé lộ nội dung của bài thơ. Câu thứ ba là câu chuyển. Câu này là câu quan trọng nhất bởi vì nó truyền tải nội dung chính của bài thơ. Và câu cuối cùng là câu họp, câu tóm ý toàn bài thơ. Bình thường chúng ta sẽ phân tích theo bố cục của bài thơ tứ tuyệt. Nhưng riêng bài thơ ngắm trăng thì cô sẽ phân tích theo à, hai câu đầu và hai câu cuối. Vậy là ta đi vào phần 2 La Mã đọc và tìm hiểu bài thơ. Thứ nhất là hai câu thơ đầu. Các em đọc lại hai câu thơ đầu, phần phiên âm và phần dịch thơ luôn nhé. Ngục trung vô tủ diệt vô hoa, đối thử lương tiêu nại nhược hà. Trong tù không rượu cũng không hoa, cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ. muốn thẩm thấu ý thơ ở hai câu thơ đầu này một cách trọn vẹn thì chúng ta cùng tìm hiểu hoàn cảnh ngắm trăng của bác các em biết không vọng nguyệt hay đối nguyệt hay là kháng minh nguyệt là một thi đề rất phổ biến trong thơ xưa thi nhân xưa gặp cảnh trăng đẹp thường đem rượu uống trước hoa để thưởng trăng có rượu và hoa thì sự thưởng trăng mới thật sự mỹ mãn, mười phần thú vị. Nói chung, người ta chỉ ngắm trăng khi thảnh thơi, tâm hồn thư thái. Nhưng ở đây, Hồ Chí Minh đã ngắm trăng trong một hoàn cảnh đặc biệt, trong ngục tù. bậc tao nhân mặt khách thưởng trăng đó đang là một tù nhân bị đày đọa vô cùng cực khổ. Điều kiện sinh hoạt của các nhà tù tan bạo giả mang mà tù nhân phải sống một cuộc sống khác loài người ấy, làm sao phù hợp với việc thưởng nguyệt, làm sao có rượu và hoa để thưởng trăng? Các em thấy không? Bác ngắm trăng trong một hoàn cảnh rất đặc biệt, đó là trong ngục tù. Em hãy đọc thầm lại câu thơ đầu, sau đó các em tìm và chỉ ra một nghệ thuật để cho ta thấy bác nhẹ nhàng bộc lộ một hoàn cảnh khó khăn, một hoàn cảnh không phù hợp để thưởng trăng lúc này. Điệp ngữ vô không để nhấn mạnh không có rượu cũng không có hoa, vô tủ diệt vô hoa. Các em đọc câu thơ thứ hai. Đối thử lương tiêu nại nhược hà. Các em quan sát phần dịch thơ và phần phiên âm để phát hiện ra sự khác nhau về hình thức và nội dung ý nghĩa nhé. Ở câu này, phần nguyên tác có nghĩa là trước cảnh đẹp hôm nay biết làm thế nào, đây là câu nghi vấn. Câu thơ dịch cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ. Không phải là câu nghi vấn, đã làm mất đi cái xuống sang, cái bối rối được thể hiện ở lời tự hỏi, nại nhược ha, biết làm thế nào. Mà các em biết không, chính cái xuống sang, cái bối rối đó mới cho thấy tâm hồn nghệ sĩ rất là nhạy cảm trước vẻ đẹp thiên nhiên của bác Hồ dịch là khó hững hờ thì lại cho thấy nhân vật trữ tình quả bình thản có phần hững hờ chứ không rung cảm mạnh mẽ như trong câu thơ chữ hán của bác như vậy từ nghệ thuật điệp ngữ câu hỏi tu từ giọng thơ bối rối xốn sang hai câu thơ đầu cho thấy người chiến sĩ cách mạng vĩ đại lão luyện bác hồ vẫn là một con người yêu thiên nhiên một cách say mê và hồn nhiên. Bác đã rung động mãnh liệt trước cảnh trăng đẹp dù đang là thân tù. Cô và các em cùng phân tích hai câu thơ sau. Nhân hướng sông tiền kháng minh nguyệt, nguyệt tòng sông khích kháng thi xa. Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. Các em hãy tìm và phân tích giá trị nghệ thuật của hai câu thơ này. Nghệ thuật thứ nhất là nghệ thuật kết cấu đăng đối. Ở câu thơ thứ nhất, người tù đã thả tâm hồn mình vượt ra ngoài cửa sắt để tìm đến ngắm trăng kháng minh nguyệt. Ở câu thơ thứ hai, vầng trăng thì lại vượt qua sông sắt để tìm ngắm nhà thơ kháng thi xa Vậy là cả người và trăng đều chủ động tìm đến giao hòa cùng nhau, ngắm nhau say đắm. Cấu trúc đăng đối của hai câu chữ hán này đã làm nổi bật tình cảm song phương đều rất mãnh liệt của người và trăng. Còn nữa, đó là biện pháp nhân hóa. Từ biện pháp này cho ta thấy, với bác Hồ, trăng hết sức gắn bó, thân thiết, trở thành tri âm, tri kỷ. Hai câu thơ cho ta thấy sức mạnh tinh thần kỳ diệu của người chiến sĩ thi sĩ ấy. Phía này là nhà tù đen tối là hiện thực tàn bạo, còn ngoài kia là vườn trăng thơ mộng là thế giới của cái đẹp, là bầu trời tự do lãng mạn say người. Ở giữa hai thế giới đối cực đó là cửa sắt của nhà tù. Nhưng với cuộc ngắm trăng này, song sắt nhà tù đã trở thành bất lực, vô nghĩa trước những tâm hồn tri âm tri kỷ tìm đến với nhau. Qua bài thơ, em thấy hình ảnh bác Hồ hiện ra như thế nào? Qua bài thơ, người đọc cảm thấy người tù cách mạng ấy dường như không chút bận tâm về những cùm xích, đói rét, mũi rẹp, ghẻ lở, vân vân của chế độ nhà tù khủng khiếp. Cũng bất chấp song sắc thô bạo của nhà tù để tâm hồn bay bổng tìm đến đối diện đàm tâm với vầng trăng tri âm ngắm trăng vừa thể hiện tình cảm thiên nhiên đặc biệt sâu sắc mạnh mẽ một biểu hiện nổi bật của tâm hồn nghệ sĩ của bác vừa cho thấy sức mạnh tinh thần to lớn của người chiến sĩ vĩ đại đó vì vậy có thể nói đằng sau những câu thơ rất thơ đó lại là một tinh thần thép mà biểu hiện ở đây là sự tự do nội tại phong thái ung dung vượt hẳn lên sự nặng nề tàn bạo của nhà tù các em thấy không bài thơ là một minh chứng sống động cho hai câu thơ của bác viết ngoài bìa tập nhật ký trong tù thân thể ở trong lao tinh thần ở ngoài lao nhà phê bình văn học hoài thanh nhận xét thơ bác đầy trăng hãy chép lại những bài thơ bác hồ viết về trăng mà em biết chú ý ghi rõ thời điểm sáng tác mỗi bài cuộc ngắm trăng trong bài vọng nguyệt và hình ảnh trăng được thể hiện trong các bài thơ khác của bác có gì đáng chú ý trong tập thơ nhật ký trong tù có những bài thơ viết về trăng như ngắm trăng vọng nguyệt trung thu đêm thu thu dạ vân vân những bài thơ trăng ở thời kỳ kháng chiến chống Pháp khi bắt ở Việt Bắc như là Rằm Tháng Giêng, Nguyên Tiêu, Cảnh Khuya, Tinh Thắng Trận, Báo Tiệp, vân vân. Cuộc ngắm trăng trong bài vọng nguyệt diễn ra trong cảnh tù đầy giống như những cuộc ngắm trăng ở trong các bài nhật ký trong tù. Và có thể nói hình ảnh trăng ở mỗi bài thơ của bác mỗi khác trong rằm tháng giêng là vầng trăng xuân tràn đầy ánh trăng lồng lộng tràn ngập cả bầu trời đầy áp sắc xuân ở cảnh khuya thì trăng đẹp tới kỳ ảo giống như một bức sơn mài lộng lẫy tất cả đều cho thấy bác hồ có một tâm hồn nghệ sĩ luôn mở ra giao hòa với trăng một biểu tượng của cái đẹp tuyệt vời vĩnh cửu trong vũ trụ bây giờ cô và các em cùng tổng kết ý nghĩa tư tưởng và giá trị nghệ thuật của bài thơ chỉ là một bài tứ tuyệt giản dị nhưng ngắm trăng đã cho thấy vẻ đẹp của một tâm hồn một nhân cách lớn vừa rất nghệ sĩ vừa có bản lĩnh phi thường của người chiến sĩ vĩ đại bài thơ cũng cho thấy những nét đặc sắc trong phong cách thơ trữ tình của bác vừa có màu sắc cổ điển như ở thi liệu cổ như ở cấu trúc đăng đối và nhất là hình ảnh chủ thể trữ tình vừa mang tinh thần thời đại một hồn thơ lạc quan luôn hướng về phía ánh sáng toát lên tinh thần thép vừa giản dị hồn nhiên vừa hàm súc dư ba ta sang phần ba la mã ghi nhớ sách giáo khoa trang 38 phần bốn la mã là phần luyện tập các em đọc diễn cảm lại bài thơ ngắm trăng các em trình bày suy nghĩ của em về tình yêu thiên nhiên của bác vào trong vở bài tập các em nhớ nhé về nội dung tình yêu thiên nhiên của bác các em làm theo một bài văn cảm nhận có nghĩa là một bài văn nghị luận à, khoảng một trang giấy thôi các em tiếp theo sau là phần ghi bài của bài ngắm trăng các em ghi vào vở thật cẩn thận nhé Ta sang phần củng cố bài học và hướng dẫn chuẩn bị bài mới. Thứ nhất thì các em phải học thuộc phần phiên âm và phần dịch thơ của bài Ngắm trăng. Thứ hai các em học thuộc phần ghi nhớ. Thứ ba các em làm phần luyện tập vào vở và cuối cùng là các em tiếp tục theo dõi video qua bài Đi đường của bác Thời gian nộp bài tập là 5 ngày sau khi video lên trang học trực tuyến của trường. Học sinh học lớp nào sẽ gửi mail cho thầy cô dạy bộ môn của mình. Cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng và các em tiếp tục sang bài đi đường nhé.